Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đang đến với channel Happy Together. Mình là Danny Dũng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để làm món dưa món dành cho ngày Tết, ăn với lại bánh tét nè, bánh chưng nè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện nha mọi người. Và bây giờ Lenny sẽ giới thiệu với mọi người cái nguyên liệu hôm nay để chúng ta làm món dưa món ăn kèm với loại bánh tét nè, bánh chưng nè, dành cho ngày Tết của chúng ta nhé mọi người. Nguyên liệu chính gồm có củ cải trắng nè, củ cải đỏ nè, thêm một vài chiếc ớt cho nó đẹp nhé mọi người. Đó là thành phần chính để ngâm phần củ. Còn phần nước của chúng ta chính là nước mắm nè, đường nè, nước lọc nè. Cực kỳ đơn giản phải không? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện ngay sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ gọt cái phần vỏ sạch đi mọi người, xong rồi cắt nhé, cắt như thế này thôi. Khi mà cắt như vậy nè thì chúng ta sẽ ngâm với lại cái phần nước này, mọi người thấy không? Nước thì Danny bỏ vô một miếng muối, chút xíu muối để cho cái phần củ cải của chúng ta nó giữ được trắng với lại cái độ giòn đó mọi người. Đừng cắt bự quá mà cũng đừng cắt nhỏ quá, tại vì khi mà chúng ta phơi khô á, ngày xưa thì chúng ta phơi khô nó sẽ héo lại, nó sẽ teo lại nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái máy để sấy khô cực kỳ nhanh và đơn giản nữa mọi người. Thường thường Danny sẽ muốn làm món này, Danny sẽ làm buổi chiều tối khi đi làm về á, xong rồi bỏ vô sấy, cắt như thế này nè, xong bỏ vô cái máy sấy, cắt xong để cho ráo nước đi rồi bỏ vô cái máy sấy một đêm khoảng chừng vài tiếng. Cũng là cái thành phần của ngày hôm nay mà Danny thay vì mình nấu bằng nước mắm á, thì nấu bằng nước tương để ăn chay cũng được nè mọi người. Nhưng mà nếu mà nước mắm á, thì chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ để nước mắm và đường bằng nhau. Còn nếu mà chúng ta nấu nước tương á, thì chúng ta bớt lại một phần đường là ok. Mọi người thấy sau khi mà Danny cắt xong á, miếng bé lớn như thế này, xong rồi chúng ta để khô, thì Danny để vô cái máy như thế này đây. Cái máy này thì mua ở Walmart mọi người, hay là ở trong cái công ty điện máy chỗ nào cũng có bán chứ á. Thì ghim vô, chúng ta sẽ ghim điện vô sấy. Thì theo như Danny thì chúng ta sẽ sấy qua đêm khoảng chừng 5 tiếng hoặc 6 tiếng là để nước mắm đường vô là được rồi đó mọi người. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đem sấy cái này. Danny sẽ nấu cái hỗn hợp nước đường ngâm đường nhé. Với cái hỗn hợp ngày hôm nay Danny làm 2 kg mọi người, 2 kg củ cải trắng, củ cải đỏ, tổng cộng là 2 kg. 2 kg là khoảng 5 pound. Thì Danny sẽ dùng một cốc nước mắm nha, một cốc nước mắm thì sẽ là 2 cốc nước nha mọi người. Cốc nước và 1 cốc đường. Nước mắm và đường sẽ bằng nhau, nước thì gấp đôi. Chúng ta nấu cho nó sôi lên, để sôi thì sôi á, thì chúng ta sẽ để lâu được, để trong tủ lạnh chúng ta có thể ăn được 5-6 tháng đó mọi người. Cực kỳ đơn giản phải không? Rồi bây giờ chỉ đợi cái hỗn hợp này nó sôi lên là chúng ta để nguội, thiệt nguội nhé. Đây mọi người thấy, sau khi một đêm thì nó khô, nó teo lại như thế này nè mọi người. Mà chúng ta sờ vào thấy nó khô như vậy là được rồi đó. Ok, bây giờ Danny sẽ bỏ vô trong một cái keo. 2 kg này thì Danny sẽ dồn vô được khoảng 2 keo bé lớn như nè mọi người. Một bên thì Danny làm mặn cho nên Danny sẽ nấu nước mắm. Còn một bên Danny làm chay cho nên Danny sẽ nấu nước tương. Nước tương thì giống như nãy Danny nói cho mọi người nghe đó, chúng ta pha y hệt vậy thôi, nhưng mà đường thì chúng ta bớt lại một phần đường. Cái lò này thì chúng ta có thể làm được nhiều thứ lắm nha mọi người. Chúng ta có thể làm được khô bò nè, khô gà nè, khô gà lá chanh làm bằng cái lò này cũng cực kỳ ngon á mọi người. Sau khi mà để vô cái keo xong rồi, Danny sẽ để cái phần nước mắm mà đã nấu nguội nè mọi người. Chúng ta chế vô cho nó vừa đủ ngập thôi nha. Ngâm như vậy khoảng chừng 3 ngày là ăn được mọi người. Khi mà chúng ta đã thấy nó thấm, nó vừa ăn rồi thì chúng ta có thể để vô tủ lạnh ăn từ từ nhé. Rồi, vậy là xong phần này.
Đây, bây giờ Danny sẽ thử cho mọi người. Thơm lắm đó. Cái phần mà bên đây nè, củ cải này nè, nó hơi đen nè, mọi người thấy không? Đây là phần củ cải ngâm nước tương đó, mọi người ngâm chay cho nên nó sẽ là như thế này, cái màu như thế này nhé. Còn bên đây chúng ta ngâm nước mắm thì cái màu nó sẽ như thế này. Cái này là Danny mới ngâm có 2 ngày thôi mà đã vừa ăn rồi đó mọi người. Cho nên càng ngày, 3 ngày, 4 ngày nó sẽ ngon hơn nữa, thấm hơn nữa. Mọi người thấy công thức ngày hôm nay để làm món dưa món ăn bánh chưng bánh tét cho ngày Tết của Việt Nam chúng ta cực kỳ dễ làm phải không mọi người? Nhân dịp xuân về, Danny xin cầu chúc cho mọi người vạn sự như ý. Và hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ Danny nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau. Bye bye.